Kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì có một cái thực tế là có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau một thời gian không lâu thì đã dội ly hôn bởi vì là nàng không chịu nổi cái tật ngáy quá nhiều của chồng. Như vậy thì ngáy có phải ngáy là gì? Ngáy có phải là một căn bệnh hay không, hay là một dấu hiệu của một căn bệnh nào khác? Xin mời bác sĩ chia sẻ. Theo quan điểm của nhân gian thì những người ngủ ngon, những người ngủ sâu mình mới ngáy. Quan điểm này thì nó lại không không phù hợp. Ngáy là một tình trạng, một triệu chứng của rối loạn hô hấp khi ngủ. Bình thường thì người ta cũng có thể ngáy, nhưng mà thỉnh thoảng người ta ngáy thôi, ngáy người khi người ta mệt, ngáy khi mà uống rượu nhiều. Nhưng mà nếu mà ngáy mỗi ngày, ngáy to, ngáy mỗi ngày thì đó là một cái dấu hiệu là có bệnh. Tỷ lệ ngáy ở người cao tuổi trên 40 tuổi hiện nay là khoảng từ 40 tới 60%. Trẻ em khi ngáy, nếu mà trẻ em ngáy đó là một bất thường, cần phải được khám và điều trị. Thưa bác sĩ, có nhiều người thì nói là người mập thì ngáy nhiều hơn người ốm, điều đó có đúng hay không? Và giờ vì sao ạ? Chính xác, người người quá cân, người quá cân sẽ ngáy hơn là nhiều người gầy, bởi vì khi mà mình quá cân thì sẽ thay đổi một số cấu trúc trong vùng họng họng, và những cái mô mỡ ở bám xung quanh cổ sẽ làm chít hẹp lại cái đường thở và sinh ra cái chuyện mà ngáy. Thưa bác sĩ, rõ ràng là cái hậu quả của cái việc ngáy, cái người ngáy mà đối với những người xung quanh thì rõ ràng rồi. Nhưng mà bản thân cái người ngáy thì họ có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không, và vì sao ạ? Về bản thân người ngáy, nếu như ngáy đơn thuần không kèm theo những gì triệu chứng gì kèm theo, thì ngoài những cái ảnh hưởng như là buổi sáng mình sẽ thấy khô họng, ngoài ra còn kích thích những việc như là hay bị viêm họng, sẽ hay bị trào ngược dạ dày. Nếu như ngáy kèm theo một số bệnh lý khác thì đó là một điều nguy hại. Ví dụ như ngáy mà mình kèm theo ngưng thở, thì lúc đó có thể dẫn tới là đột quỵ trong đêm hay giảm oxy não lên não, rồi có những triệu chứng về ban ngày như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, nhức đầu vào buổi sáng và buồn ngủ ngày, làm việc không hiệu quả. Thưa bác sĩ, thường thường người ta nói ngáy thì đề cập đến nam giới, còn riêng với nữ giới thì như thế nào? Cái tỷ lệ, vì sao cái tỷ lệ nữ giới thì người ta tỷ lại thấp lệ hơn? tỷ lệ giữa nam và nữ thì thông thường nam tỷ lệ nam ngáy nhiều hơn nữ, nhưng mà nữ vẫn có thể ngáy. Những phụ nữ quá cân, những phụ nữ mà có vấn đề tắc nghẽn đường hô hấp thì vẫn có thể ngáy vào buổi đêm. Sở dĩ nguyên nhân mà nam ngáy nhiều hơn nữ có vẻ như là về phía nam dùng những cái chất kích thích Kích thích. nhiều hơn, như là rượu bia, hay là họ có nhiều stress hơn, họ dùng những cái thuốc an thần thì cũng có thể gây nhược cơ mà sinh ra cái chuyện ngáy. Thưa bác sĩ, Minh Khánh cũng được biết là có những cái thông tin là muốn chữa ngáy á, thì phải đi phẫu thuật. Điều đó có đúng hay không ạ? Và nếu mà không phải phẫu thuật thì còn có những cái phương pháp nào khác để chữa được căn bệnh ngáy không ạ? Để mà chữa ngáy thì nó tùy theo phân loại cái ngáy. Nếu mà ngáy đơn thuần không thôi thì mình có thể dùng những cái bài tập để mà nó chắc, nó làm vững chắc cái vùng họng họng. Nếu mà ngáy nhẹ thôi thì mình có thể mình tập và rồi chế độ ăn uống, rồi giảm những dùng những chất kích thích thì ngáy nó sẽ giảm. Còn nếu như ngáy mà có kèm theo những cái triệu chứng khác thì tùy theo những cái triệu chứng đó mà mình có những cái phương pháp điều trị đi kèm. Phẫu thuật là một trong những điều trị ngáy. Có thể hiện nay có những cái phương pháp cao cấp hơn, ví dụ như là họ bên bác sĩ tai mũi họng sẽ giúp cho bệnh nhân bằng cách là thay cấy một lớp composite mỏng như là da mình và cấy vào trong cái khẩu cái mềm, thì làm chắc cái khẩu cái mềm thì cũng sẽ làm giảm ngáy và hết ngáy. Thưa bác sĩ, nãy giờ thì qua trao đổi với bác sĩ thì cũng thấy được là cái nguyên nhân cũng như là một số phương pháp điều trị căn bệnh ngáy rồi. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay bác sĩ có một vài lời khuyên nào đối với những người chưa bệnh ngáy có thể phòng ngừa được cái căn bệnh này không ạ? Để mà phòng ngừa bệnh ngáy, đầu tiên mình nên có một cái lối sống lành mạnh, có những cái sinh hoạt lành mạnh. Mình nên tránh rượu bia, nên tránh đừng uống quá nhiều rượu bia, vì rượu bia nó sẽ làm cho nhược cơ và làm cho sinh ra chuyện ngáy. Ngoài ra mình không dùng những cái chất kích thích, mình không nên dùng những cái thuốc an thần, dùng những cái thuốc ngủ thì sẽ làm cho nhược cơ và sinh ra chuyện ngáy. Ngoài ra còn có thể mình tránh ngáy bằng những cái tư thế nằm, bằng tư thế nằm nghiêng, tại vì khi mình nằm ngửa thì lúc đó lưỡi mình sẽ tụt vào, và cái khi che hết cái lỗ thở, khi đó thì sẽ sinh ra cái chuyện mà gió nó sẽ lùa qua cái, giống như đó lùa qua khe hẹp để sinh ra cái chuyện ngáy. Như vậy khi khi cái tư thế mình nằm nghiêng thì lưỡi nó sẽ được lệch qua một bên và không che cái lỗ thở, thì lúc đó sẽ cái tỷ lệ ngáy mình sẽ giảm.
Ngoài ra còn có một số bài tập để mà giúp cho trường hợp về cánh ngáy. Cái bài tập nó như thế nào, bác sĩ có thể hướng dẫn một vài động tác cơ bản không ạ? Mình sẽ có một bài tập khoảng chừng 8 động tác, một số động tác rất phức tạp, phải tới gặp bác sĩ rồi mình có những cái hướng dẫn một cách cụ thể. Nhưng có hai động tác hết sức là cơ bản để giúp cho người ngáy, để giảm ngáy. Đầu tiên hết là mình há miệng thật to, há thật to hết cỡ, như hết hết cỡ hết khả năng, há thật to. Hai là một cái động tác nữa rất là dễ, như là thổi bong bóng, thổi hết cỡ thì sẽ giúp cho cứng cái vùng cơ hậu họng và sẽ làm giảm ngáy. Đó là những cái động tác cơ bản nhất phải không ạ? Dân xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Dân thưa quý vị, hy vọng rằng qua những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng biết được nguyên nhân và một số phương pháp điều trị hiệu quả với căn bệnh ngáy và những cách phòng ngừa để chúng ta có thể tránh được cái căn bệnh này. Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Đình Hữu Hạnh đã cùng chúng tôi tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.